Cây đại bi, công dụng và cách dùng. Cây đại bi còn có tên gọi khác là từ bi xanh, chứa nhiều tinh dầu với thành phần hóa học đa dạng nên thường được dùng làm vị thuốc. Xuất hiện phổ biến trong các bài thuốc chữa bệnh, cảm mạo, đau nhức xương khớp, viêm họng, cao huyết áp, mất ngủ, kinh nguyệt không đều. Hình ảnh lá, hoa, cây đại bi là vị thuốc quen thuộc xuất hiện trong nhiều bài thuốc đông y. Cây đại bi là một loại cây nhỡ với chiều cao trung bình từ khoảng 1,5 đến 2,5 mét. Thân cây có nhiều rãnh chạy dọc, có lông bao phủ phía ngoài, phía trên ngọn có nhiều cành. Lá và rễ của cây là bộ phận được sử dụng để làm vị thuốc. Cây đại bi được tìm thấy rất nhiều ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines. Riêng ở nước ta, dược liệu mọc hoang dại ở khắp nơi, điển hình nhất là ở vùng Đồng Bằng và Trung Du. Lá và rễ của cây đại bi có thể được thu hái quanh năm để làm vị thuốc. Tuy nhiên, mùa hạ được cho là thời điểm phù hợp nhất, có thể dùng ở dạng tươi hay sơ chế bằng cách rửa sạch, cắt khúc rồi phơi hoặc sấy khô. Ngoài ra, lá non và búp còn có thể rửa sạch và chưng cất để tạo thành mai hoa bằng phiến, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là long não đại bi. Dược liệu khi đã sơ chế khô cần bảo quản nơi khô ráo, tránh ẩm ướt để dùng dần. Dược liệu được các tài liệu đông y ghi nhận là có vị cay đắng và tính ôn, được quy vào hai kinh thận và phế. Theo y học cổ truyền, công dụng là tiêu ứ, trừ thấp, sát trùng, hoạt huyết, hạ áp, tán bất hỏa, tiêu thũng, nhờ đó mà có thể tăng nhu động hô hấp, làm giãn tĩnh mạch ngoại vi, hạ huyết áp, cầm máu, chống viêm nhiễm, chủ trị đầy bụng, kinh nguyệt không đều, ho có đờm, cảm mạo, cao huyết áp, mất ngủ, đau lưng, đau bụng kinh, đau đầu. Theo y học hiện đại, kháng khuẩn, chống nấm, kháng viêm, tác dụng giảm đau, điều trị đau nhức xương khớp, gai cột sống, tăng cường chức năng tiêu hóa, hạ huyết áp, hạ sốt, chữa bí tiểu. Cách dùng và liều lượng tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà có thể dùng cây đại bi theo nhiều cách khác nhau, cả dạng tươi hay dạng khô đều đem lại tác dụng tốt trong điều trị bệnh. Thường dùng sắc lấy nước uống, tán bột hay làm hoàn cùng với các vị thuốc khác. Ngoài ra trong nhiều trường hợp có thể giã lát để đắp ngoài da. Liều lượng được khuyến cáo là từ 15 đến 30 gram lá hoặc 6 đến 12 gram rễ. Dưới đây là thông tin về những bài thuốc có thể sử dụng cây đại bi. Một là bài thuốc chữa chứng thấp khớp. Chuẩn bị 30g rễ cây đại bi cùng với 30g kê huyết đằng. Thực hiện các vị thuốc cho vào ấm sắc lấy nước uống mỗi ngày, chỉ một thang duy nhất, hoặc cũng có thể ngâm với rượu trắng để uống. 2. Bài thuốc chữa cảm mạo, ho, sốt nóng. Bài thứ nhất cần có 20g cây đại bi, phần rễ và lá, 20g đinh năng, 20g cam thảo, 20g rễ bưởi cùng các vị thuốc sắc lấy nước uống trong ngày với một liều một thang một ngày, cần duy trì liên tục trong 5 đến 7 ngày. Bài thứ hai, chuẩn bị 15g lá cây đại bi, 10g lá bàng, 8g hương nhu. Các loại thuốc này đem sắc với 400ml nước trên nửa nhỏ, lấy 200ml, chia làm 2 lần uống trong ngày khi còn ấm, dùng với liều lượng chỉ một thang một ngày. 3 là bài thuốc chữa ho, chuẩn bị 20g lá cây đại bi, 50g lá chanh, 100g rễ cà gai leo, 100g rễ thủy xương bồ, 100g củ sả cùng với 50g trần bì. Thực hiện các vị thuốc trên đem phơi khô rồi cắt nhỏ, cho hết vào ấm sắc chung với nước 2 lần để lấy 700ml, lọc bỏ bã, sau đó thêm 300ml siro để có được 1 lít cao, mỗi lần lấy uống 20ml với tần suất 2 lần một ngày.
4 là bài thuốc chữa đau bụng kinh. Chuẩn bị 30g rễ cây đại bi cùng với 15g ít mẫu. Thực hiện là cho hai vị thuốc này vào ấm sắc trên lửa nhỏ cùng một thang nước để lấy phân nửa. Có thể chia liều lượng uống thành nhiều lần, uống trong ngày, dùng một thang một ngày. Bài thuốc chữa bệnh nha chu, chuẩn bị 0,6g mai hoa băng phiến, 0,39g thanh đại, 0,1g bạch phàn, 0,1g ngũ bội tử. Thực hiện các vị thuốc này đem tán thành bột mịn rồi trộn đều lại với nhau. Sau khi súc miệng sạch thì dùng tăm bông chấm vào thuốc bột và bôi trực tiếp vào chỗ bị viêm. Bài thuốc chữa viêm tai giữa có mủ, chuẩn bị 2,5g băng phiến, 0,5g xạ hương, 10g mẫu nệ, 10g chương đơn, 15g long cốt, 10g hoàng niên. Thực hiện đem tán bột tất cả các vị thuốc trên rồi trộn đều, mỗi lần tiến hành thổi một ít thuốc bột vào tai. Bài thuốc trị đau đầu, chuẩn bị 3g lá cây đại bi, cuộn vị thuốc trong giấy rồi đốt lên, sau đó cho hơi bốc xông vào mũi đến khi có thể nôn ra đờm và nhớt. Bài thuốc chữa bệnh ghẻ, chuẩn bị một lắm lá cây đại bi tươi, giã lát dược liệu rồi đắp trực tiếp lên vết thương. Ngoài ra nên dùng lá cây tươi nấu nước để tắm hàng ngày giúp nâng cao công dụng. Bài thuốc chữa căng thẳng, 50g cây đại bi, 100g đu đủ, 50g hoa cúc trắng cùng với 100g óc lợn cho vào sau. Các nguyên liệu cho vào nồi đun sôi với 1 lít nước, sau đó cho óc lợn vào đun thêm chừng 20 phút cho nhừ. Ăn nóng mỗi ngày 2 lần trước bữa cơm, liên tục trong 1 tuần. Cây đại bi mặc dùng có dược tính cao nhưng cần thận trọng khi sử dụng. Những bài thuốc trên đây chỉ có giá trị tham khảo, nếu có ý định áp dụng bạn cần hỏi ý kiến từ thầy thuốc hay những người có chuyên môn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuyệt đối không được tự ý sử dụng, nhất là với mục đích điều trị bệnh.